có một chút gì đó hiện đại. Bên cạnh những nét cổ kính, có những cửa hàng phục dàn Kenwood cao cấp nằm xen giữa những 24 cửa bit này, đã xỉn màu của chạy CD, chạy MD và tâm chạy FM còn phẳng phất làm âm đi. Trên máy anh em có thể đấu loa to loa nhỏ và giá bán 1.500.000 đồng, nơi giao nhau của những con đường hàng chạy gió tốt, chạy mãi dài luôn. Về mãi phía của những tháng năm 1.500.000 đồng, xe chạy long song hết một buổi chiều cho ta được ngắm thỏa thư Hà Nội những ngày đông. Những tuyến bus nối liền đưa ta về với trạm chờ xe bus đầu phố. Trời tối hẳn và hơi lạnh đã muốn ngấm vào người. Ngoài cái FM thì anh em có thể chạy đến CD này, đường, đĩa MD này càng vọt, và dùng nó làm đầu phát nhạc cho âm ly anh em nhé. Xuất đường âm thanh có lỗ tai nghe hoặc đằng sau nó có thể bắt lấy một vành voan mỏng mềm mại. Phố đã thương người, về đêm lạnh quá. Hết ý luôn.